Sử dụng bộ điều trị nám của Obagi nhưng đâu đó nám tái phát rất là nhanh. Hay có thể là chị em điều trị mãi mà không thấy có kết quả. Hoặc là khi sử dụng chúng ta bị gặp phải những tình trạng là da bong chóc, nứt nẻ, ngứa rát rất là khó chịu. Vậy thì chắc chắn là chị em đang mắc phải những sai lầm không đáng có khi mà chúng ta điều trị nám bằng bộ sản phẩm của Obagi. Video ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến chị em 4 sai lầm thường gặp khi mà chúng ta điều trị nám bằng Obagi. Hãy cố gắng là ở lại đến phần cuối video nhé, để chúng ta có thể tránh được tất cả những cái sai lầm này. Chúng ta cùng bước vào cái sai lầm đầu tiên, đó chính là chúng ta chọn sai cái thời điểm để hạ liều. Ở đây thì có 3 trường hợp hay xảy ra nhất là hạ liều sớm quá, hạ liều muộn quá, hay là chúng ta hạ liều một cách đột ngột quá. Thì cả ba cách hạ liều như thế này đều có thể khiến nám quay lại rất là nhanh. Việc mà chúng ta hạ liều sớm quá đúng không? Thì tất nhiên rồi, nám của chúng ta chưa đến giai đoạn ổn định thì việc nám quay lại là một cái điều rất là bình thường đúng không? Còn nếu như mà chúng ta hạ liều một cách muộn quá này thì ngoài việc là nám tái phát, chúng ta có thể gặp phải thêm những tình trạng trên da như là da bị mất sắc tố này, hay là nám của chúng ta có thể là bị đậm hơn lúc ban đầu. Hoặc là có một vài trường hợp chị em thì chúng ta ngắt liều và hạ liều một cách đột ngột quá, khiến cho da của chúng ta nó đang quen sử dụng sản phẩm rồi mà tự nhiên chúng ta dừng sản phẩm lại thì có thể là xảy ra một số cái phản ứng ở trên da của chúng ta. Vậy thì ở đây cái điều đáng chú ý đó chính là khi sử dụng bộ điều trị nám của Obagi, hãy nhớ giúp Hương là chúng ta sẽ nên theo dõi da và sau mỗi 8 tuần hãy đánh giá lại da để xem da của chúng ta đã chuyển qua cái giai đoạn hạ liều hay chưa. Và thêm nữa là cái bộ sản phẩm này nhá, chúng ta chỉ nên sử dụng tối đa là 6 tháng thôi chị em nhá. Và quá 6 tháng thì không nên sử dụng nữa. Và khi mà chúng ta hạ liều ngắt liều thì đừng có đột ngột quá nhá. Hãy để cho da hắt ngắt liều một cách từ từ để làm quen. Ví dụ như là chúng ta đang điều trị full tuần đúng không? Thì có thể là hạ xuống dùng khoảng tầm từ 3 đến 4 lần một tuần và thấy da nó quen với cái việc đó rồi thì chúng ta mới nên ngưng sản phẩm và chuyển qua những cái sản phẩm khác. Rồi, và chúng ta sẽ cùng bước vào cái sai lầm thứ hai trong việc sử dụng bộ điều trị nám của Obagi. Trước khi bước vào sai lầm này thì đừng quên là hãy ủng hộ Hương một shop tại kênh YouTube này nhá, bằng cách là mình ấn vào cái nút đăng ký ở phía dưới đó. Sai lầm này Hương tạm gọi rằng là chúng ta sử dụng bộ điều trị nám của Obagi này trên một cái nền da mà không nên sử dụng nhá. Cái nền da đầu tiên mà không nên sử dụng chính là một cái nền da mà yếu này, hay còn gọi là nền da mà không được khỏe. Bởi vì cái bộ sản phẩm này của chúng ta sẽ có chứa là tretinoin này và hydroquinone 4%, thì cả hai cái sản phẩm này đều rất là mạnh mẽ ở trên da của chúng ta. Vì vậy khi mà sử dụng thì hãy đảm bảo giúp Hương rằng là da của chúng ta phải thực sự khỏe nhá. Làn da thứ hai mà chúng ta nên cân nhắc sử dụng chính là cái làn da mà chúng ta chỉ bị nám ở cái cấp độ nhẹ thôi, hay là chúng ta chỉ bị tàn nhang thôi, thì hoàn toàn là chúng ta có thể là sử dụng những cái hoạt chất khác để điều trị, bởi vì đây là một cái mà bộ sản phẩm nên được sử dụng trên một cái tình trạng nám ở mức độ trung bình hoặc là ở mức độ nặng thôi chị em nhé. Sai lầm số 3 trong khi điều trị đó chính là không đủ sản phẩm trong một cái routine điều trị. Cái này thì Hương thấy rằng khá là nhiều chị em mắc phải nha. Bởi vì là chị em nghĩ rằng là chỉ cần mua bộ sản phẩm là số 3 này, số 5 RX cộng với tretinoin thôi, mà chị em quên mất rằng là khi mà chúng ta điều trị đó thì sẽ cần phải có một routine ổn định và mọi thứ hỗ trợ nhau. Và hai cái sản phẩm quan trọng nhất trong routine, đầu tiên đó chính là kem chống nắng nhá. Thì đối với những cái sản phẩm mà chúng ta điều trị mạnh mẽ như thế này, cộng thêm là trên cái nền da của chúng ta có rối loạn sắc tố, thì hãy chọn kem chống nắng giúp Hương là PA+ và chỉ số SPF phải là trên 30. Một ngày thì hãy bôi giúp Hương khoảng từ 2 đến 3 lần nhá, để có thể là góp phần thêm việc ức chế nám. Và khi bôi thì hãy nhớ rằng đủ lượng là khoảng tầm 1,5 đốt ngón tay trên một lần bôi. Cái sản phẩm thứ hai cần có trong routine đó chính là những sản phẩm mà để giữ da và cấp ẩm cho da. Nếu như chị em nào sử dụng bộ sản phẩm điều trị nám này mà chúng ta gặp phải tình trạng là bị bong chóc này, bị đỏ này và bị nứt nẻ này, thì chắc chắn rằng là sản phẩm cấp dưỡng trong cái routine của chúng ta nó chưa đủ. Vậy thì có thể là hãy chuyển sang một cái sản phẩm dưỡng ở phân khúc cao hơn. Và đừng quên là chúng ta nên đắp mặt nạ từ 2 đến 3 lần một tuần trong cái giai đoạn điều trị nhá. Sai lầm số 4 mà chị em mắc phải chính là chúng ta chọn sai cái sản phẩm trong giai đoạn hạ liều. Ở trong giai đoạn hạ liều
điều này thì chúng ta sẽ cần phải có là ít nhất là một sản phẩm có chứa tretinoin này, và thêm từ 2 đến 3 sản phẩm có thể giúp chúng ta là cân bằng và làm sáng da. Ví dụ như có thể là sử dụng là niacinamide này, vitamin C này, hoặc là arbutin này. Có khá nhiều chị em nghĩ rằng là khi mà điều trị bộ sản phẩm đó xong rồi thì chúng ta không nên sử dụng tretinoin, mà các chị em đã hạ liều xuống để sử dụng retinol. Thì ở đây đó là một cái quan điểm chưa được chuẩn nhá. Bởi vì là cái tretinoin này thì nó mới có tác dụng là giúp da của chúng ta nó ức chế cái sắc tố và phân tán sắc tố để giúp chúng ta là duy trì cái thành quả. Còn nếu như đã điều trị ổn định rồi mà chúng ta lại hạ xuống để sử dụng retinol, thì retinol chính là sản phẩm mà có tác dụng nhiều hơn trong việc là dưỡng da và chống lão hóa. Thì vậy là nám có thể quay lại bất cứ lúc nào đó chị em ạ. Và sản phẩm để hỗ trợ sáng da thì nên có từ 2 đến 3 nhóm sản phẩm như Hương vừa kể ở trên nhá. Bởi vì là khi chúng ta dùng hydroquinone đúng không, thì là một sản phẩm làm sáng da và điều trị nó rất là mạnh. Vậy thì khi hạ liều thì cũng sẽ cần phải có những cái sản phẩm nó gần bằng đúng không? Còn nếu như chúng ta hạ liều đối với một cái sản phẩm mà nó ở cái tác dụng điều trị nó thấp quá thì tất nhiên là nám có thể quay lại bất cứ lúc nào rồi. Và thêm nữa là khi mà chúng ta hạ liều này thì có thể là xác định một cái tư tưởng nhá, là da của chúng ta nó có thể bị sạm hơn một xíu trong cái giai đoạn đầu tiên để hạ liều. Vì vậy là chúng ta có thể cân nhắc để bổ sung thêm những cái sản phẩm đường uống này giúp chúng ta hỗ trợ hơn trong việc điều trị đúng không? Đó chính là vitamin C hoặc là glutathione này, giúp hỗ trợ của chúng ta sáng da. Và trên đây đó chính là 4 sai lầm thường gặp khi mà chúng ta điều trị nám bằng bộ sản phẩm của Obagi. Vậy thì chị em nào mà đang có ý định là mình bắt đầu để sử dụng bộ điều trị nám này thì hãy tìm hiểu thật kỹ giúp Hương nhá. Và chị em nào mà đang sử dụng thì hãy cố gắng là mình tránh khỏi một trong 4 sai lầm ở trên nhá. Chúc chị em da luôn sáng và luôn khỏe mạnh.